Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút và 18 giờ 30 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, ở nước ta, các đám tiệc ăn uống rất phổ biến. Đây là nhu cầu có thực của người dân ở khắp các vùng miền, từ nông thôn cho tới thành thị. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các đám tiệc, gây ảnh hưởng tới nhiều người, đã dấy lên sự lo lắng về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm ở các đám tiệc, đặc biệt là ở nông thôn. Vấn đề này sẽ được chia sẻ trong phóng sự Tiêu điểm nóng hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm với mức độ nghiêm trọng, số lượng người ngộ độc lớn xảy ra ở nhiều nơi. Mới đây nhất, tháng 5 năm 2019 tại Lâm Đồng đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn tiệc cưới. 136 khách mời và người nhà của gia chủ, trong đó có cả trẻ em, đồng loạt bị biểu hiện nôn ói, sốt và tiêu chảy liên tục, phải nhập viện cấp cứu. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nguồn gốc ngộ độc xuất phát từ việc ăn đùi gà chiên sôi ngọt trong cỗ cưới. Tháng 3 năm 2019, tại Bình Thuận cũng xảy ra vụ ngộ độc khi ăn cưới, làm 46 người nhập viện. Trước đó, chủ một dịch vụ nấu ăn đã bị khách hàng kiện đòi bồi thường 430 triệu đồng vì gây ra vụ ngộ độc khiến hàng chục người nhập viện trong tiệc cưới diễn ra vào tháng 10 năm 2018 tại Bình Phước. Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ ngộ độc tập thể mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng thực phẩm đồ uống trong tiệc cưới hỏi. Thực tế, tiệc cưới nói riêng hay các bữa tiệc tập thể nói chung luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, tại các bữa tiệc nấu lưu động hoặc do người dân tự nấu ở vùng nông thôn, nguy cơ này còn cao gấp nhiều lần. Điều đáng nói, trung bình một đám tiệc tại gia ít thì vài chục người tham dự, nhiều thì lên đến cả trăm. Chính vì vậy, nếu chẳng may xảy ra ngộ độc thực phẩm thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm tập thể là rất lớn. Khi mà một cái món ăn mà nó bị mang cái yếu tố mà gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thì cái số lượng người mà mắc phải cái yếu tố đó, ví dụ như là cái hóa chất tồn dư hoặc là cái vi sinh vật, hoặc là cái độc tố của vi sinh vật, thì nhiều người là sẽ ăn phải và ăn cùng một lúc. Cho nên khi mà nó bộc phát ra thành cái ngộ độc thực phẩm thì nó bộc phát trên một số lượng lớn những cái người mà ăn phải món ăn đó. Thì với một cái số lượng nhiều như vậy thì cái việc mà người ta theo dõi, người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ, người ta điều trị thì gặp khó khăn rất là nhiều so với cái trường hợp mà chỉ bị ngộ độc đơn lẻ. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, nguyên nhân khiến các đám tiệc dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm có rất nhiều. Đầu tiên là do nguồn nguyên liệu sử dụng không đảm bảo. Do nhu cầu nguyên liệu lớn, nhiều nơi sử dụng nguyên liệu nấu ăn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc và kiểm định chất lượng. Thứ hai là do quá trình chế biến, các đám tiệc ở nông thôn thường chế biến ở nơi thiếu vệ sinh, chưa có khoảng cách an toàn so với mặt đất, thiếu dụng cụ che đậy, dễ bị ruồi nhặng, bụi bẩn bám vào. Thứ ba, do thời gian chuẩn bị lâu nên thức ăn được chế biến sớm trước khi ăn nhiều giờ lại không được bảo quản đúng quy chuẩn nên rất dễ ôi thiêu, sinh ra độc tố. Trong đó phải kể đến vi khuẩn tụ cầu vàng. Đây là loại vi khuẩn có sẵn trên da mỗi người. Khi nhiễm vào các loại thực phẩm như trứng, thịt gia súc, gia cầm, cá ngừ, thịt gà, khoai tây, thường không gây biến chất thức ăn nhưng nhanh chóng sinh ra độc tố. Người ăn vào có thể bị tổn thương các cơ quan như da, hô hấp, tim, màng não, xương và nhiễm trùng máu. Biểu hiện lâm sàng ngộ độc thức ăn do vi khuẩn tụ cầu vàng thường xảy ra sau ăn 1 đến 6 giờ, buồn nôn, ói mửa, đau bụng, có thể tiêu chảy, sốt nhẹ, mất nước, thậm chí gây nhiễm trùng máu. Trong những trường hợp nặng có thể có biểu hiện như hạ huyết áp, suy thận, suy tim, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Có những cái yếu tố về mặt sinh học, đặc biệt là những cái vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm. Những cái vi sinh vật như vậy thì nó có ở trên nguyên liệu hoặc là nó đi vào trong cái món ăn thông qua cái quá trình chế biến không có đảm bảo cái vệ sinh an toàn. Thì người ta ăn vào trong cơ thể thì vi sinh vật nó sẽ bắt đầu nó có một cái thời gian nó ủ bệnh và nó sinh sản. Và sau đó thì nó sinh ra cái độc tố ở bên trong cơ thể của chúng ta và làm cho chúng ta bị ngộ độc. Theo các cơ quan y tế, thực phẩm từ các dịch vụ phục vụ cưới hỏi ma chay tại các địa phương thuộc nhóm khó quản lý. Người phục vụ ở khắp nơi không có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như phương tiện vận chuyển không đảm bảo và đặc biệt không bảo quản thực phẩm không đúng theo quy định dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Một nguyên nhân lớn nữa là đa phần đầu bếp phục vụ đám tiệc ở nông thôn thường chế biến thức ăn theo kinh nghiệm, chưa được trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và được thuê mướn thông qua hợp đồng miệng, không có những cam kết về trách nhiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì thế, họ thường bỏ qua các quy tắc về vệ sinh chế biến thực phẩm, cũng như không được kiểm tra sức khỏe định kỳ,
tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh khi tham gia nấu nướng. Điều này cho thấy nguy cơ gây ngộ độc từ các dịch vụ nấu ăn thiếu an toàn này vẫn rất lớn. Về ở vùng nông thôn thì có một số cái bất tiện, đặc biệt là một số vùng nông thôn của vùng sâu vùng xa thì cái hiểu biết của cái người dân tham gia chế biến thì cũng không nhiều. Về cái nguồn nguyên liệu thì chúng ta cũng rất là khó để tìm được những cái nhà cung cấp với một cái số lượng lớn mà nó đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm. Và cái thói quen chế biến của chúng ta thì đôi khi chúng ta chế biến ở trong hộ gia đình, chúng ta chế biến với một cái điều kiện nó chưa có được đảm bảo, hoặc đôi khi chúng ta vẫn có cái thói quen là chúng ta sử dụng chung một cái dụng cụ chế biến giữa cái thực phẩm sống với thực phẩm chính. Cái người ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì đôi khi là chúng ta không để ý đến cái chuyện đó, cho nên là cái nguy cơ đôi khi nó lại nhiều hơn so với lại cái nguy cơ ở các khu vực thành thị. Vì vậy, để đảm bảo có được bữa ăn chất lượng an toàn cho sức khỏe của khách tham dự tiệc, chủ nhà cần phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn vệ sinh từ nguồn nguyên liệu cho tới quá trình sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm. Riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cần đầy đủ quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đối với nhân viên, là người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, phải là người được đào tạo về kiến thức an toàn thực phẩm, được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Có như vậy, những buổi tiệc vui của gia đình mới không bị ảnh hưởng bởi những nguy cơ không mong muốn, khiến khách tham dự bị ảnh hưởng sức khỏe do chỗ ai nấy, khiến cho ngày vui mất đi ý nghĩa. Thưa quý vị, nhắc tới đám tiệc, dù cưới hỏi hay ma chay, thì việc chuẩn bị đồ ăn thức uống là rất quan trọng. Đây là cách gia chủ thiết đãi khách khứa, tỏ lòng cảm ơn sự góp mặt của họ. Tuy nhiên, nếu không may bữa tiệc đó gặp vấn đề, gây ra ngộ độc là điều không ai mong muốn. Chính vì vậy, gia chủ lẫn cơ sở dịch vụ nấu tiệc cần chú trọng các quy tắc an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình và những người xung quanh, giúp bữa tiệc thiết đãi thực sự ngon miệng và an toàn. Đến đây thì chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.